Xin chào các khán giả của Trường Doanh Nhân HBR. Mình là Lưu Minh Hiển, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và giáo dục WISE, đơn vị sở hữu trung tâm Anh ngữ WISE English. Hiện nay có các chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng. Trước khi đến với khóa học của HBR, anh cùng với đội ngũ của công ty của mình cũng đang gặp nhiều vấn đề để phát triển nhân sự, đội ngũ marketing và tạo động lực cho đội ngũ sale. Đội ngũ sale vẫn chưa có nhiều động lực và dễ nản, tỷ lệ rotation nghỉ việc cao và đội ngũ marketing cũng chưa có nhiều sự sáng tạo để chiếm lĩnh thị trường. Do vậy anh mong muốn đến với khóa học này để học thêm những kiến thức mới từ các thầy cô để áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Hôm nay tham gia khóa học Sale và Marketing thực chiến tại HBR thì thông qua những cái buổi chia sẻ của thầy Tuấn, cô Mến và của anh Dũng thì mình đã có những cái kiến thức rất là thực tiễn về tạo động lực cho đội ngũ sale, cũng như về những cái cách thức chốt sale và những cái cách xử lý tình huống từ chối của thầy Tuấn, của cô Mến, và đặc biệt là cái phần kết của anh Dũng rất là tuyệt vời khi mà nói lên cái tầm vai trò của người lãnh đạo, nhìn nhận lại mình và tạo ra một cái văn hóa học tập liên tục, phát triển bản thân trong công ty. Mình sẽ đem cái thông tin, kiến thức bổ ích đó để áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình và mình hy vọng sẽ có nhiều sự thay đổi trong tương lai. 3 điều tâm đắc nhất mà anh học được từ khóa học ngày hôm nay. Thứ nhất là cái việc tạo động lực đội ngũ sale là vô cùng quan trọng trước khi bàn đến cái câu chuyện là quy trình sale. Thứ hai là những cái quy trình, cách thức, những loại hình bán hàng và cách xử lý từ chối thì anh sẽ ứng dụng vào đó để cho đội ngũ của mình. Và thứ ba là vai trò của người lãnh đạo phải liên tục thay đổi, học hỏi, tạo ra một cái đội ngũ học hỏi liên tục, văn hóa học hỏi. Thì trước giờ công ty của anh thì cũng chưa có nhiều cái văn hóa học hỏi, chỉ có người lãnh đạo học hỏi chứ còn nhân viên cũng chưa học hỏi, và anh sẽ ứng dụng điều đó để cho cái tạo ra một cái văn hóa liên tục học hỏi. Anh biết được khóa học này thông qua thứ nhất là trên các kênh truyền thông, trên mạng xã hội và website, nhưng đồng thời sau đó anh cũng có bạn giới thiệu những học viên rất là thân thuộc đã tham gia cùng với khóa của anh Dũng cũng như các thầy cô ở đây được rất là nhiều năm rồi và giới thiệu, và anh đang quyết định đăng ký đi học ngay.